Thông điệp quan tâm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong giai đoạn đại dịch. Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất của chúng tôi đã ân cần hội thảo qua điện thoại với các hội viên tại đạo tràng miền đất mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Tuy vẫn đang thiền chuyên sâu cho thế giới, Sư Phụ dành thời gian để liên tục chuyển đạt sự quan tâm của Ngài về đại dịch và khuyên bảo những lời yêu thương, an ủi và ân cần. Chào mọi người! Dạ, kính chào Sư Phụ! Xin lỗi, tôi không luôn ở cùng một nơi. Vì công việc, cộng với vài chuyện khác và tu hành nữa, nên không thể luôn luôn liên lạc hoặc trực tiếp nói chuyện với quý vị. Tôi chỉ muốn khuyên mọi người hãy bảo trọng, chăm sóc bản thân và tha nhân giống như trước đây. Mặc dù chúng ta có tin mừng về vaccine, nhưng họ không chắc chắn vaccine có thể bảo vệ chúng ta được bao lâu. 95%. 95% nghĩa là nếu 100 người được tiêm vaccine, thì 95 người có thể sẽ không bị nhiễm đại dịch này. Nhưng 5 người vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Vaccine không hoàn toàn an toàn, nên quý vị vẫn phải bảo vệ bản thân khi ra ngoài. Ý nói là vẫn phải đeo mặt nạ và kính bảo hộ, hoặc đeo tấm che mặt. Cách này an toàn hơn nhé. Quý vị cũng phải che hoàn toàn thân thể mình với quần áo, đeo găng tay. Càng che thân thể nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Ngoài ra, hãy đội mũ, tắm nước nóng ngay lập tức sau khi về đến nhà, thay quần áo và giặt bằng nước nóng, còn không thì sấy khô sau đó, hiểu chứ? Hiện tại, đại dịch đang lan tràn quá nhiều trên toàn thế giới, không thể đề cập mọi nơi. Vì vậy, tất cả quý vị phải tự bảo vệ bản thân, hiểu không? Ngoài ra, thiền càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Để bảo vệ chính mình và để bảo vệ thế giới. Chúng ta dùng từ trường tốt để bảo vệ thế giới. Chỉ có thể bảo quý vị thế thôi. Ngoài ra, mặc dù đã có vaccine, cũng không bảo đảm 100%. Họ không biết những thứ này có thể bảo vệ mình được bao lâu. Điều này vẫn chưa được xác nhận. Mỗi loại vaccine đều khác nhau. Ví dụ, một là Pfizer phải tiêm 2 lần. Mũi tiêm đầu tiên và mũi thứ nhì cách nhau 3 tuần. Nếu dùng Moderna hoặc loại khác, chẳng hạn mũi thứ nhất và thứ nhì cần phải cách nhau 4 tuần. Thời gian giữa mũi tiêm đầu tiên và mũi tiêm thứ nhì không đảm bảo rằng quý vị sẽ không bị nhiễm. Dù quý vị có được tiêm ngừa đi nữa, khi đi ra ngoài vẫn phải bảo vệ bản thân, đeo khẩu trang và tấm che mặt nhé. Cách này an toàn hơn. Tôi nói nhiều lần rồi, chỉ vì lợi ích của chính quý vị thôi. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì thế giới chưa trở nên tốt hơn. Thế giới vẫn chưa tốt hơn. Bệnh này chưa biến mất. Số người nhiễm bệnh vẫn đang tăng. Số người đã chết vì đại dịch này vẫn tiếp tục gia tăng. Quý vị phải bảo trọng, hiểu chưa? Tôi thương quý vị rất nhiều. Chúng con cũng thương Ngài. Thương quý vị, thương quý vị, thương quý vị. Cảm ơn quý vị dẫn thiền định. Thiền bảo vệ quý vị và giúp ích cho thế giới. Tôi ở bên quý vị mãi mãi. Luôn luôn ở bên quý vị. Lúc nào chúng ta cũng bên nhau, đừng quên nhé. Đừng sợ, không phải lúc nào cũng thuận tiện để có hội nghị trực tuyến hoặc để liên lạc với mọi người. Từ nơi tôi sống, chỉ có thể dùng điện thoại di động như thế này, điện thoại cầm tay. Đôi khi nó không hoạt động vì không có điện, hiểu ha? Thời gian cũng rất giới hạn, rất khẩn cấp. Tôi chỉ có đủ thời gian để thiền nhiều hơn cho thế giới thuần chay và thế giới hòa bình. Nếu chúng ta không ăn thuần chay, hòa bình thế giới sẽ không lâu dài. Chỉ khi chúng ta ăn thuần chay, hòa bình mới bền lâu. Nếu tôi không tiếp tục thiền thì sẽ quá muộn. Xin lỗi, tôi không thể đến gặp
hoặc liên lạc trực tiếp với quý vị bất cứ lúc nào, nhưng tất cả chúng ta đều ở bên nhau. Chúng ta cầu thông bên trong, tâm hồn chúng ta được kết nối. Vì vậy, đừng lo rằng chúng ta ngăn cách về mặt hữu hình. Bây giờ tôi thậm chí không thể gặp chó của mình nữa. Vì vậy, hãy thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi thương quý vị rất nhiều, thương quý vị mãi mãi. Dạ, cảm ơn sư phụ, con cũng thương ngài. Tôi luôn luôn chăm sóc quý vị, nhưng những người trên thế giới mà không có ai chăm sóc họ cũng cần được quan tâm đến. Nếu cả thế giới không tốt, đời sống của thân nhân, bạn bè của quý vị cũng sẽ không tốt. Đời sống sẽ không dễ dàng, vậy hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé. Tôi phải lo liệu nhiều chuyện, không phải chỉ có truyền hình vô thượng sư hoặc quý vị đồng tu thôi. Tôi thật sự quá bận. Đôi khi tôi không có thời gian để nghĩ về bản thân nữa. Đôi khi tôi không có thời gian để nghĩ đến sự đau ốm hoặc nhức nhối của mình. Rồi thì ốm đau cũng sẽ tìm cách để khỏe hơn, qua thiền định. Cơ thể sẽ tìm cách để phục hồi. Đôi khi chậm, đôi khi nhanh, còn tùy. Tôi chúc mọi người bình an, hạnh phúc và khai ngộ. Càng ngày càng khai ngộ. Ước mong thế giới ngày càng tốt hơn và mọi người trở nên thuần chay nhanh chóng, thì chúng ta có thể bảo vệ địa cầu và thế giới để có hòa bình vĩnh viễn trên thế giới. Đây là điểm chính. Cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp lại quý vị. Nói chuyện với quý vị lần tới. Thương, thương, thương quý vị. Thượng đế ban phước quý vị. Đức Phật gia hộ quý vị. Tất cả chư thánh hiền trong quá khứ, hiện tại và vị lai ban phúc cho quý vị. Và tôi thương quý vị, mãi mãi thương yêu quý vị. Chúng con xin yêu quý tri ân, vị sư phụ từ bi nhất, vì chia sẻ thời gian quý báu của ngài để đem ánh sáng và tình thương đến thế giới trong giai đoạn bấp bênh này. Tâm chúng con dâng trào cảm xúc và thăng hoa khi nhận biết ánh hào quang từ bi và bao dung của ngài sáng soi tất cả chúng sinh trên địa cầu, để hòa bình và tình thương sẽ tiếp tục phát triển và nở rộ tới khi địa cầu trở thành thiên đàng tại thế thuần chay. Chúng con cầu nguyện tất cả ước mơ của sư phụ sẽ được viên thành và rằng ngài mãi mãi được hỗ trợ và bảo vệ bởi các cõi thiên đàng cao nhất.